Bằng Kiều lên tiếng sau động thái mới của vợ cũ, cách xưng hô gây chú ý. Những chia sẻ mới nhất của vợ cũ Bằng Kiều, Chi Di Phương Trinh đã thu hút sự quan tâm của công chúng, đáng chú ý nhất là cách xưng hô đặc biệt mà cả hai dành cho nhau. Mới đây trên trang cá nhân, Chi Di Phương Trinh vừa đăng tải hình ảnh Bằng Kiều cùng bốn quý tử kèm lời chúc tới chồng cũ Happy Birthday Mr. Bằng Kiều, chúc ông bạn, bố của bốn chàng trai, chúc ông bạn thật nhiều sức khỏe, sâu hát bền nghỉ, sự nghiệp luôn ở đỉnh cao và sung sức để làm thêm một cô công chúa nhé. Ngay dưới bài viết, nam danh ca cũng để lại bình luận, cảm ơn bà bạn nhiều. Cách xưng hô ông bà của cả hai đã nhanh chóng khiến dân tình chú ý, mặc dù không còn duyên làm vợ chồng nhưng cả hai coi nhau như những người bạn tri kỷ, cùng hỗ trợ nhau trong việc nuôi dạy con cái, cách hành xử văn minh của cả hai khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bài viết trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều lời chúc mừng sinh nhật tới nam ca sĩ. Happy birthday Bằng Kiều, mến chúc em thêm một tuổi mới khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình, tiếng hát mãi bay xa trong lòng khán thính giả khắp nơi. Một người phụ nữ hiểu biết, sống ở đất nước văn minh, thêm phần từng trải và hơn bao giờ hết vẫn là nể phục chị với cách ứng xử hài hòa với không những chồng cũ mà cả gia đình vợ mới của chồng cũ. Chúc chị thật nhiều sức khỏe và luôn giữ năng lượng tích cực, luôn bình an nhé ạ. Happy birthday anh Bằng Kiều, chúc anh nhiều sức khỏe để tiếp tục vang tiếng hát khắp nơi đến với những người mến mộ anh, luôn vui vẻ và hạnh phúc ở tuổi mới nhé ạ. Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa vợ cũ Chi Di Phương Trinh và vợ mới của Bằng Kiều được đông đảo công chúng quan tâm. Được biết, họ có mối quan hệ khá thân thiết khiến nhiều người thán phục, ngưỡng mộ. Khi chia sẻ với truyền thông, Chi Di Phương Trinh không ngại khi nhắc đến vợ mới của chồng cũ. Nữ ca sĩ cho biết, em ấy rất ngại lên hình nên từ lúc dỗ tin Bằng Kiều có đứa con thứ tư đến giờ, mọi người cứ đoán già đoán non, chắc cô ấy không đẹp nên không dám lên hình. Hôm nay mình quyết định cho em ấy lên sóng để chính thức giới thiệu em ấy với mọi người. Hình như Bằng Kiều có duyên với tên Linh nên em này cũng tên Linh. Hôm nay mới phát hiện ra một điều thú vị là Linh cùng tuổi Mùi giống mình, chỉ có điều em thua mình đến 2 giáp, tức là 24 tuổi. Cảm nhận đầu tiên về Linh là một cô bé xinh, em có khuôn mặt hiền hòa, trên môi luôn nở nụ cười tươi rói, vì em còn trẻ nên vẫn có nét gì đó hồn nhiên và ngây thơ. Nhìn em như là chị của mấy đứa nhỏ chứ không ra vẻ bà mẹ kế, và em cũng thích ba anh của Bentley gọi em bằng chị chứ không gọi bằng cô. Đặc biệt em rất mê ba đứa con của mình, nhất là Kenji, suốt ngày cứ theo Kenji chụp ảnh quay phim và selfie suốt đến buồn cười. Mình thì cũng bị mê em Bentley, thấy nó hài hước dí dỏm đáng yêu vô cùng, hát toàn nhạc của bố y như anh Beckham hồi nhỏ. Mình cũng chạy theo Bentley quay video suốt, có khác gì Linh đâu. Linh là người hiểu chuyện, và khi hai người phụ nữ hiểu chuyện gặp nhau thì có là hai gia đình cũng ghép thành một. Mình cũng mừng thầm là Bằng Kiều đã chọn được một người như thế, không ngại để anh qua lại với gia đình cũ. Có như thế thì hai gia đình mới có thể đi nghỉ mát cùng nhau và anh em nó có nhau. Hôm trước đã đáo thun cho năm bố con để mặc giống nhau, chụp hình. Linh còn muốn mua thêm hai áo cho hai chị em cùng mặc cho giống năm bố con nhưng bị Bằng Kiều bảo thôi. Chứ nếu có thì mình cũng mặc chứ có ngại gì, miễn sao cả nhà vui là được. Trên có thuận, dưới có hỏa hay không là do hai người phụ nữ. Nếu như người mới là người ích kỷ, không thích chồng mình qua lại với vợ cũ thì lấy gì hòa thuận? Và nếu như vợ cũ ghen ăn tức ở với vợ mới thì ông chồng có làm gì đi nữa, hai bên cũng không thể hòa thuận. Vì vậy, mấu chốt của vấn đề vẫn là hai người phụ nữ. Nếu chúng ta biết cư xử tốt với nhau thì không bên nào phải thiệt thòi mà còn được nhiều hơn. Mọi người cứ khen mình mạnh mẽ, bao dung, rộng lượng, nhưng thật ra người đáng khen là Linh. Ai đời đi nghỉ mát mà bê theo cả bà vợ cũ đi cùng. Mà thật ra ly dị đã hơn chục năm nên nhiều khi cũng quên mất Bằng Kiều từng là chồng mình, cứ tưởng anh ấy là một người bạn thân mà có chung ba đứa con. Nghe thì buồn cười nhưng sự thật là vậy đó. Linh không có chỗ nào để chê, đẹp người đẹp nét, dễ thương. Mẹ của Linh cũng tuyệt vời không kém, cô cũng quý các con của mình như Linh. Vợ mới có dễ thương mà gặp bà mẹ vợ cứ nói ra nói vào thì cũng hư chuyện. Không những Bằng Kiều may mắn mà mình cũng thấy may mắn là người mới của anh ấy là Linh chứ không phải là người khác. Cầu chúc cho ông bạn và Mai Linh mãi mãi hạnh phúc bên nhau và mong tình chị em mình luôn là như thế. Có thể thấy, trong chuyến đưa các con về thăm quê vừa qua, Chi Di Phương Trinh khá thoải mái khi gặp lại chồng cũ và cực thân thiết với vợ mới của Bằng Kiều. Cô luôn tạo điều kiện cho các bé được vui chơi cùng nhau và không ngại nhắc đến chồng cũ trên mạng xã hội.